Xin chào bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài bằng nhau, dấu bằng nha. Bây giờ, bạn hãy đếm xem thử có bao nhiêu chú heo đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn ơi, bạn hãy đếm thử có bao nhiêu đống cỏ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Cứ mỗi chú heo lại có một đống cỏ, hay mình nói cách khác là cứ mỗi đống cỏ sẽ có một chú heo, nên số chú heo bằng số đống cỏ. Chúng ta sẽ xem tiếp hình khác nha bạn. Cứ mỗi chấm tròn màu đỏ sẽ có tương ứng một chấm tròn màu xanh, nên số chấm tròn màu đỏ bằng số chấm tròn màu xanh. Các bạn xem nè. Dấu này đọc là dấu bằng. 3 bằng 3. Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái bình màu xanh. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái muỗng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mỗi cái bình thì có một cái muỗng, cho nên số bình bằng số muỗng. Chúng ta tiếp tục với các hình khác nha bạn. Cứ mỗi hình vuông màu đỏ sẽ tương ứng với một hình vuông màu xanh, cho nên số hình vuông màu đỏ sẽ bằng số hình vuông màu xanh. 4 bằng 4. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta xem thêm một lần nữa cho thật hiểu bài nha. Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bằng nhau, dấu bằng nha. Bây giờ, bạn hãy đếm xem thử có bao nhiêu chú heo đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn ơi, bạn hãy đếm thử có bao nhiêu đống cỏ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Cứ mỗi chú heo lại có một đống cỏ, hay mình nói cách khác là cứ mỗi đống cỏ sẽ có một chú heo, nên số chú heo bằng số đống cỏ. Chúng ta sẽ xem tiếp hình khác nha bạn. Cứ mỗi chấm tròn màu đỏ sẽ có tương ứng một chấm tròn màu xanh, nên số chấm tròn màu đỏ bằng số chấm tròn màu xanh. Các bạn xem nè. Dấu này đọc là dấu bằng. 3 bằng 3. Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái bình màu xanh. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái muỗng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Mỗi cái bình thì có một cái muỗng, cho nên số bình bằng số muỗng. Chúng ta tiếp tục với các hình khác nha bạn. Cứ mỗi hình vuông màu đỏ sẽ tương ứng với một hình vuông màu xanh, cho nên số hình vuông màu đỏ sẽ bằng số hình vuông màu xanh. 4 bằng 4. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta xem thêm một lần nữa cho thật hiểu bài nha. Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bằng nhau, dấu bằng nha. Bây giờ bạn hãy đếm xem thử có bao nhiêu chú heo đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn ơi, bạn hãy đếm thử có bao nhiêu đống cỏ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Cứ mỗi chú heo lại có một đống cỏ, hay mình nói cách khác là cứ mỗi đống cỏ sẽ có một chú heo, nên số chú heo bằng số đống cỏ. Chúng ta sẽ xem tiếp hình khác nha bạn. Cứ mỗi chấm tròn màu đỏ sẽ có tương ứng một chấm tròn màu xanh, nên số chấm tròn màu đỏ bằng số chấm tròn màu xanh. Các bạn xem nè. Dấu này đọc là dấu bằng. 3 bằng 3. Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái bình màu xanh. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái muỗng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mỗi cái bình thì có một cái muỗng, cho nên số bình bằng số muỗng. Chúng ta tiếp tục với các hình khác nha bạn. Cứ mỗi hình vuông màu đỏ sẽ tương ứng với một hình vuông màu xanh, cho nên số hình vuông màu đỏ sẽ bằng số hình vuông màu xanh. 4 bằng 4. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Chúng ta xem thêm một lần nữa cho thật hiểu bài nha. Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bằng nhau, dấu bằng nha. Bây giờ bạn hãy đếm xem thử có bao nhiêu chú heo đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn ơi, bạn hãy đếm thử có bao nhiêu đống cỏ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Cứ mỗi chú heo lại có một đống cỏ, hay mình nói cách khác là cứ mỗi đống cỏ sẽ có một chú heo, nên số chú heo bằng số đống cỏ. Chúng ta sẽ xem tiếp hình khác nha bạn. Cứ mỗi chấm tròn màu đỏ sẽ có tương ứng một chấm tròn màu xanh, nên số chấm tròn màu đỏ bằng số chấm tròn màu xanh. Các bạn xem nè. Dấu này đọc là dấu bằng. 3 bằng 3.
Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái bình màu xanh. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cái muỗng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mỗi cái bình thì có một cái muỗng, cho nên số bình bằng số muỗng. Chúng ta tiếp tục với các hình khác nha bạn. Cứ mỗi hình vuông màu đỏ sẽ tương ứng với một hình vuông màu xanh, cho nên số hình vuông màu đỏ sẽ bằng số hình vuông màu xanh. 4 bằng 4. Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.